Trưa ngày 20 tháng 4, câu lạc bộ Futsal Sài Gòn Heat đã có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận bán kết gặp Hồ Chí Minh City Wings tại giải vô địch Futsal Việt Nam VFL 2018. Ở trận đấu của vòng bảng, Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings từng hòa nhau với tỷ số 2 đều. Ở trận đấu đó, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn đã gây ra nhiều khó khăn cho Hồ Chí Minh City Wings và khiến cho đối thủ phải chơi thiếu người. Thế nhưng trong trận đấu sắp tới, kịch bản đó sẽ khó có thể lặp lại vì Sài Gòn Heat bị tổn thất lực lượng khi hai trụ cột là Ngô Đình Thuận và Vũ Quốc Hưng bị chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tình hình lực lượng thì có một số trường hợp đang chấn thương mà mình nghĩ là sẽ trở lại kịp cho ngày thứ bảy này, và tinh thần anh em đang rất là sung, muốn chiến đấu cho ngay trong ngày thứ bảy. Hai đội đã có một trận đấu vòng bảng, tôi nghĩ trận đấu rất là hay, rất là cống hiến, thì cũng hy vọng nói chung là đội cũng đã có sự phân tích về những cái cá nhân điểm mạnh điểm yếu. Hy vọng trận đấu sắp tới cũng là một trận đấu để chơi với tinh thần play lay cống hiến nhất cho khán giả. Trận bán kết giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu vào lúc 16:15 ngày 21 tháng 4. Trước đó 3 tiếng sẽ là trận đấu bán kết 1 giữa Hà Nội Buffaloes và Cần Thơ Catfish.